Hello mọi người. Hello. Hello mọi người. Hello mọi người, hôm nay lại mình lại đi mất tiêu rồi. Hôm nay lại mình lại đi ra bãi biển và chơi lại một màn đi biển. Đây là biển La Ghi, biển này cũng rất là đẹp. Ở phía bên kia nó có một cái hòn, một cái gì đó không biết, nhưng mà có điều rồi. Có một hòn đảo à. Ở ngoài này mà nó cũng có cái ở ngoài cái biển này, nhưng mà nó cũng có cái quảng cáo của mấy cái nhà băng bên này, thấy không? Dùng La Ghi, nhưng mà cũng rất là nhiều người ra đây tắm biển. Biển này ít người, dắt người kiếm bị dắt người cho nên nó sạch. Ở đây nó cũng có buôn bán đồ ăn quán thì đây tắm nước ngọt nè, tắm nước ngọt rồi thì quán thì dương nè. Bên kia có một hàng dài, ở nơi đây có cái chỗ mà canh gác bảo vệ những người đi không được chuyên nghiệp bằng bằng dũng tàu, nhưng mà nó ở đây nó có tính cách giống như kiểu như là họ đang còn đang sơ, không có thấy được ra ngoài nắng là thì không có trời mưa. Hôm nay có vẻ dịu và tất cả mọi người đi xuống đây tắm biển nè. Biển đây khá sống có vẻ hơi mạnh, là cái biển này chắc lẽ là hơi sâu, dốc cát thì nó không có được giống như lại lại, chắc lẽ ra kia chắc lúc rộng quá. Biển này có vẻ nó không như giống như Vũng Tàu đâu ha. Thứ bảy chủ nhật mọi người trong thành phố đều xách xe ra biển. Hiện tại đang ở La Ghi, thành phố gì tỉnh này, Bình Thuận thì phải, Hàm Tân Bình Thuận thì phải. Ở xa xa kia có một cái hòn đảo hòn gì đó, có người sinh sống ở ngoài. Nói chung thì là bãi biển này vắng nhưng mà đường cái nó sạch cát trắng. Điểm du lịch này điểm du lịch mới mở hay sao, chắc là chưa khai thác. Ok, giới thiệu cho mọi người biết bãi biển này tên gì tăng không biết, mỗi lần đi chỉ là mỗi lần chỗ mới đây. Chắc chắn rồi, cái này chỗ là mới khai thác, thấy chưa, mới khai thác cái chỗ này thành ra nó không có được đông lắm. Nhưng mà rõ ràng mọi người thấy không, vì tương lai xanh chúng ta chung tay làm sạch môi trường biển, thấy chưa, đây nè, đây chưa, rất là sạch, biển biển rất là sạch đó.
Rõ ràng như vậy, tức là bãi biển này mới đưa vào khai thác vẫn còn hoang sơ lắm, mà chính vì hoang sơ thì bạn nên thích thích ơi chứ, gọi là nó sạch sẽ, thấy càng đông người chừng nào thì nó lại càng dơ chừng đấy, khách du lịch càng tới đông chừng nào thì lại càng ô nhiễm môi trường chừng đấy thôi. Bãi biển này khá là con mình thích cái này, giờ này trưa chắc ở đây cũng hơi vắng chút, hơi vắng khách chút. Đây cũng có nhà hàng khai thác chỗ nào bán nướng cá nướng mực nướng gì đâu có không? Dạ, cái nước mực nướng cho quán chú. Quán ở đâu? Dạ, quán đó. Đây hả? Dạ. À. Dạ, vô quán với chú. Ok. Rồi rồi. Dạ, từ từ. Nói chung nghe tôi nói không? Vô quán, cái gì cũng có. Cá nướng, mực nướng, cái thứ gì cũng có. Đây, bãi giữ xe. Đúng rõ ràng. Kem ốc quế. Hẹo chỉ ta hồng. Kem ốc quế. Đúng rồi, đang ở La Ghi mà bãi biển này là bãi biển gì không biết nữa, nhưng mà thấy có vẻ sạch sẽ. Đây hương biển, quán xa ok, mình tạm dừng cái like đây, giới thiệu một cái bãi biển mình mới vừa đi. Hiện giờ mình đã có mặt tại La Ghi, bãi biển La Ghi, nhưng mà cái bãi biển này bãi biển gì không biết, và có điều thấy khoái là thấy thịt sạch sẽ. Để coi thử coi rồi về ha, có cái gì chút xíu đưa mình like. Ok, không thấy đường luôn.